Từ thuở sơ khai, chỉ có bóng tối tồn tại và sau đó, từng bước bắt đầu sự sống trong thời gian, không gian và vật chất vô tận. Giờ đây, hãy hướng tới những điều mà trước đây chúng ta chưa tưởng tượng được, vượt quá giới hạn sự tồn tại của chúng ta, ở một nơi mà chúng ta gọi là vũ trụ. Mỗi vì sao lung linh mà chúng ta nhìn thấy trên bầu trời vào ban đêm là một khối cầu khổng lồ của khí sáng và siêu nóng to lớn hơn bất cứ hành tinh nào. Và mỗi vì sao đó lại có một câu chuyện riêng của mình, một sự ra đời ngoạn mục và mạng sống treo trên bờ vực thẳm. Ban đầu, trọng lực tập hợp các vì sao lại và sau đó cũng chính trọng lực muốn nghiền nát chúng. Và sự ra đi đó làm chấn động cả thiên đàng, cả một khối phát nổ trong ánh sáng chói lòa, vụ nổ lớn nhất trong vũ trụ. Vũ trụ với những hoạt động bất ổn nhất, câu chuyện của những vì sao. Khám phá vũ trụ, câu chuyện của những vì sao. Như một thành phố lấp lánh giữa sa mạc, các thiên hà được hình thành từ trong bóng tối rộng lớn của vũ trụ. Các thiên hà được tạo thành từ hàng tỷ ngọn đuốc sáng rực, được gọi là các ngôi sao. Có hàng tỷ tỷ ngôi sao, thực ra trong thiên hà của chúng ta có khoảng 400 tỷ ngôi sao, chỉ là tính riêng trong thiên hà của chúng ta. Nhưng những ngôi sao được sinh ra như thế nào? Chúng sẽ mất đi ra sao? Và tại sao cuộc sống của tất cả mọi người trên trái đất lại liên quan đến sự ra đi của các vì sao? Quá trình tìm kiếm câu trả lời bắt đầu từ đây, trong một đám mây đầy bụi và không khí bay lửng lơ phía trên sa mạc của các vì tinh tú. Các bạn đang nhìn ngắm các cột tạo vật. Các cột tạo vật là một vườn ươm của các vì sao. Các ngôi sao mới đang dần ra đời ở các vùng trung tâm. Ở cách trái đất 7.000 năm ánh sáng, các cây cột tạo vật là một phần của cụm tinh vân Đại Bàng. Đó chỉ là một trong hàng tỷ vùng sáng đã tạo nên các ngôi sao trên bầu trời. Các cột tạo vật là những tháp mây bụi và khí hydro. Nếu chúng ta còn nhớ bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, thì các nguyên tố nhẹ đứng ở đầu bảng, hydro, heli, lithi và một số nguyên tố khác. Và các nguyên tố nặng hơn thì dịch chuyển dần xuống dưới. Hydro, nguyên tố nhẹ nhất, đơn giản nhất và dồi dào nhất trong vũ trụ là thành phần chính trong các vì sao. Trong phạm vi một dải tinh vân, các nhóm mây khí và bụi này dần dần hình thành các đám mây nhỏ hơn. Trong hàng tỷ năm, chúng tụ lại với nhau bởi một lực rất quen thuộc. Cùng là loại lực kết nối chúng ta với trái đất và giữ cho chúng ta đứng vững trên đó. Trọng lực chính là lực gắn kết các sự vật để tạo nên các hành tinh, các vì sao, các thiên hà trong vũ trụ. Trên nhiều phương diện, trọng lực là lực có vai trò quan trọng nhất trong thiên văn học. Khi lực này tác động trong vũ trụ, một trong những thứ cơ bản nhất được tạo ra là các vì sao. Các vì sao giống như những đơn vị vật chất cơ bản nhất được tạo ra khi trọng lực kéo các khối lượng vật chất lại gần nhau. Mỗi đám mây đang được kết tụ có thể tạo ra từ hàng trăm đến hàng nghìn ngôi sao. Để tạo ra một vì sao như mặt trời của chúng ta với đường kính 1,6 triệu km, cần phải có một lượng khí và bụi lớn hơn thái dương hệ của chúng ta hàng trăm lần. Những vì sao này bắt đầu một cuộc đời trong cái lạnh buốt giá với nhiệt độ âm hàng trăm độ C. Nhưng khi trọng lực làm vỡ và dồn nén chúng lại, nhiệt độ bắt đầu tăng lên. Trong vòng vài trăm nghìn năm, đám mây biến thành một cái đĩa bị làm dẹt đi. Trọng lực dồn tâm của cái đĩa thành một khối cầu. Ở đó, nhiệt độ tăng vọt lên đến 2 triệu độ, nóng như thiêu như đốt. Hệ thống đang sáng rực này đây chính là hình thức của thời kỳ tiền sao. 10 triệu năm sau, khối tích tụ của hydro ở tâm của ngôi sao trẻ tăng vọt, vượt lên trên 8 triệu độ. Và một điều phi thường xảy ra. Khu vực tâm nóng đến mức xảy ra phản ứng nhiệt hạch. Phản ứng nhiệt hạch có nhiều tiết tố, nhưng chỉ có nghĩa là nhiệt độ rất nóng và nghĩa là các nguyên tử nhỏ trở thành nguyên tử lớn. Các nguyên tử hydro di chuyển nhanh đến nỗi chúng hòa lẫn vào nhau và tạo thành phân tử heli.
Liệu có phải phản ứng hạt nhân này đã tạo ra năng lượng để một ngôi sao tồn tại, cung cấp cho nó một nguồn sáng và nhiệt liên tục không? Nó tự phát sáng, tự toàn nhiệt, và đó là những gì cần thiết để biến một ngôi sao trở thành một ngôi sao thực sự. Nếu bạn có sự hợp nhất, bạn sẽ có một ngôi sao. Sau khi ra đời, cuộc sống của một ngôi sao sẽ là một cuộc chiến không ngừng nghỉ, cuộc chiến chống lại trọng lực. Ban đầu, trọng lực hút các vì sao, và sau đó trọng lực lại muốn nghiền nát chúng. Trọng lực không bao giờ nhượng bộ, lúc nào nó cũng muốn kéo mọi vật lại gần với nhau. Vì vậy, nếu một ngôi sao muốn kéo dài tuổi thọ, nó phải tìm ra cách chống lại trọng lực. Chúng ta luôn có thể cảm nhận được trọng lực khi chúng ta cố nhảy lên hoặc trèo lên một tảng núi. Trọng lực luôn muốn kéo bạn ngược lại. Và để chống lại trọng lực, bạn phải có một cách nào đó để tạo ra một lực tác động theo hướng ngược lại với trọng lực. Nếu có một sợi dây thừng, bạn có thể dùng sức của mình kéo sợi dây để cưỡng lại, thậm chí là vượt qua trọng lực, nhưng điều đó không có nghĩa là trọng lực đầu hàng. Trọng lực luôn luôn làm việc, và bạn phải luôn duy trì lực này để giữ cho mình không rơi xuống. Nếu bạn từ bỏ, đầu hàng, hay nếu sợi dây bị đứt, trọng lực sẽ thắng ngay lập tức, còn bạn thì bị ngã. Điều tương tự xảy ra với các ngôi sao. Chúng cũng cố gắng thoát khỏi sự sụp đổ do tác động của trọng lực. Trọng lực luôn muốn ép các vì sao về tâm. Với các vì sao, phản ứng nhiệt hạch chính là sợi dây dưới dạng sức nén. Nhiệt độ khiến cho các phân tử trong ngôi sao chuyển động với vận tốc nhanh ra mọi hướng và đập ra phía ngoài. Quá trình này tạo ra một lực để các ngôi sao có thể cưỡng lại trọng lực. Áp lực tác động lên các vì sao phải tương đương với trọng lực tác động lên chúng, và nó có thể ở đó và tiếp tục cháy cho tới khi có thay đổi gì đó xảy ra. Trong phần lớn thời gian, ngôi sao duy trì ở trạng thái cân bằng này. Đây là một giai đoạn mà các nhà khoa học gọi là kịch bản chính. Mặt trời của chúng ta tuân theo kịch bản chính, và chúng ta hạnh phúc vì điều đó. Nó cung cấp năng lượng cho chúng ta gần như đều đặn mỗi ngày. Và chính điều đó đã giúp cho sự sống trên trái đất phát triển. Tất cả các vì sao theo kịch bản chính đều giống nhau. Một số thì nhỏ hơn và lạnh hơn mặt trời. Số khác lại có kích cỡ lớn hơn và nóng hơn rất nhiều. Thực ra sức nóng của một ngôi sao có liên quan đến màu sắc của ánh sáng mà nó phát ra. Như vậy, với một ngôi sao như mặt trời, hầu hết ánh sáng phát ra đều có màu vàng. Nếu mặt trời nóng hơn nữa, màu sắc của bức sóng chủ đạo sẽ là màu xanh, thậm chí là cực tím. Và những ngôi sao lạnh hơn sẽ toát ra nhiều ánh sáng màu đỏ. Những vì sao nhỏ, lạnh và có màu đỏ, giống như Proxima Centauri, ngôi sao gần nhất với mặt trời, còn được gọi là hành tinh lùn màu đỏ. Chúng có thể nhỏ bằng 1/10 khối lượng của mặt trời, với nhiệt độ trên bề mặt thấp hơn 3.870 độ C. Những hành tinh lùn màu đỏ là dạng sao phổ biến nhất trong vũ trụ. Còn có rất nhiều những ngôi sao đỏ mờ sáng như thế này trôi nổi trong vũ trụ, những ngôi sao giống như mặt trời. Khi nhìn lên bầu trời đêm, bạn sẽ không gặp những loại sao phổ biến nhất này. Chúng ta không thấy được những ngôi sao lùn màu đỏ bởi vì chúng rất mờ. Những gì ta nhìn thấy là những ngôi sao rất lạ, rất sáng và ở cách đây rất xa. Ở mặt bên kia của quang phổ là những ngôi sao to lớn màu xanh nằm trong kịch bản chính. Với nhiệt độ bề mặt trung bình là 25.000 độ C, chúng có thể lớn hơn mặt trời 20 lần và chói chang hơn 10.000 lần. Trong câu chuyện của những vì sao, đương nhiên kích cỡ có ảnh hưởng rất lớn. Khối lượng là yếu tố chủ chốt quyết định đến câu chuyện cuộc đời của một ngôi sao. Những ngôi sao càng lớn thì tuổi đời càng ngắn so với những ngôi sao nhỏ hơn. Và điều đó nghe có vẻ khá kỳ lạ, bởi vì bạn nghĩ rằng những ngôi sao khổng lồ sẽ có nhiều nhiên liệu hơn để đốt cháy, và có thể nghĩ rằng chúng sẽ tồn tại lâu hơn. Như vậy, trong khoa học, những ngôi sao lớn hơn sẽ đốt cháy năng lượng của mình nhanh hơn so với những ngôi sao nhỏ hơn. Tưởng tượng rằng có hai người đánh bạc ngồi ở một chiếc bàn chơi bài Blackjack. Bạn sẽ nghĩ rằng người có nhiều tiền nhất, người có nhiều năng lượng hơn để sử dụng sẽ cầm cự được lâu hơn. Nhưng nếu người chơi rủng rỉnh hơn lại đặt lớn cho mỗi lần cá cược? Một người chơi với nhiều tiền hơn và đặt 10.000 đô la cho mỗi lần cá thì số tiền đó sẽ hết nhanh hơn nhiều. Vậy nghĩa là khối lượng càng lớn, nhiệt độ càng cao, áp suất càng lớn, tỷ lệ đốt cháy sẽ càng cao, và vì thế khối lượng càng lớn càng sớm phải ra đi.
Và chỉ với một phép tính, ta có bao nhiêu năng lượng và tốc độ sử dụng là như thế nào? Ngôi sao với khối lượng lớn hơn sẽ kết thúc cuộc đời của mình sớm hơn. Sống như đốt cháy một cây nến ở cả hai đầu, nhịp sống trên làn đường cao tốc. Một ngôi sao với kích cỡ lớn có thể biến mất chỉ trong vòng 1 triệu năm. Một ngôi sao lớn hơn mặt trời của chúng ta 10 lần có thể chỉ tồn tại lâu bằng 1 phần 10. Vậy là mặt trời của chúng ta sẽ tồn tại được tổng cộng khoảng 10 tỷ năm. Một ngôi sao lớn hơn mặt trời 10 lần có thể chỉ sống được 10 triệu năm. Trong khi sự tồn tại của những ngôi sao khổng lồ được đo bằng hàng triệu năm, thì sự tồn tại của những ngôi sao nhỏ hơn được tính bằng tỷ năm hoặc hàng triệu tỷ năm. Mỗi ngôi sao nhỏ được sinh ra trong vũ trụ. Vũ trụ vốn đã tạo ra các vì sao trong hơn 10 tỷ năm. Tất cả những ngôi sao đó đều đang ở thời kỳ sơ sinh của mình. Chưa ngôi sao nào trong số đó tiến gần tới thời điểm biến mất của mình. Tuy nhiên, với tất cả các vì sao bao gồm cả mặt trời của chúng ta, sự sống như thế này không thể nào kéo dài mãi mãi. Nó chỉ kéo dài đến chừng nào ngôi sao còn đủ năng lượng để đốt cháy. Nếu nhiên liệu hết, phản ứng nhiệt hạch sẽ dừng lại và trọng lực sẽ chiến thắng. Trọng lực không bao giờ đầu hàng, trong khi nhiên liệu có thể cạn kiệt chỉ sau một khoảng thời gian. Như vậy, cả những ngôi sao và người leo núi đều gặp phải một vấn đề nghiêm trọng. Đó là nếu họ không duy trì được cuộc chiến chống lại trọng lực, thì kết cục sẽ làm cái chết thê thảm. Kích cỡ của ngôi sao không chỉ ảnh hưởng tới vòng đời của nó, mà còn quyết định cách ngôi sao đó sẽ biến mất. Những ngôi sao khổng lồ phát nổ ở mức độ khủng khiếp, trong khi những ngôi sao nhỏ hơn sẽ có số phận là dần lụi tàn. Trong suốt hàng tỷ năm, mặt trời của chúng ta, một ngôi sao nhỏ ở tuổi trung niên vẫn đang đốt cháy nguồn cung cấp năng lượng hydro của mình, giống như một người chơi từ từ cá cược từng cọc tiền của mình. Người chơi có thể ngồi thêm trong một khoảng thời gian dài, giống như ngôi sao đốt cháy hydro của nó trong một khoảng thời gian rất dài. Tuy nhiên, tới một thời điểm nào đó, bạn rồi cũng phải hết tiền. Các nhà khoa học dự đoán rằng trong tương lai 5 tỷ năm nữa, mặt trời của chúng ta sẽ tiến tới một thời điểm vô cùng trọng đại. Nguồn nhiên liệu hydro của nó sẽ hoàn toàn cạn kiệt, phản ứng nhiệt hạch sẽ chấm dứt và trọng lực sẽ bắt đầu nghiền nát ngôi sao. Tới thời điểm đó, tình thế không thể cứu vãn nổi nữa. Để có thể tiếp tục, một ngôi sao như mặt trời phải tìm ra được một nguồn nhiên liệu mới. Trong tay nó đang có sẵn khí heli. Nhưng để có thể đốt cháy heli, tâm của mặt trời phải nóng hơn nhiệt độ đốt cháy hydro gấp 10 lần. Không thể kết hợp khí heli với những nguyên tố nặng hơn như carbon và oxy cho đến khi tâm của nó đã đủ nóng. Điều này là vì rất khó tập trung các nguyên tử heli lại ở một khoảng cách thích hợp để có một lực hạt nhân đảm nhận công việc, thâu tóm chúng và đốt cháy chúng. Khi chúng tiếp tục co lại vào trong, tự nhiên đã định sẵn vận mệnh của ngôi sao. Tâm của ngôi sao sẽ trở nên vô cùng nóng do tác dụng của chính trọng lực đang muốn dồn nén và phá hủy nó. Khi đạt tới 100 triệu độ C, khí heli bắt đầu kết hợp với carbon trong một phi vụ mạo hiểm tuyệt vọng để sinh tồn. Kẻ đánh bạc trong cơn tuyệt vọng sẽ mang cầm cố nhà cửa để lấy thêm tiền. Nhưng trong lúc vay thêm tiền để đánh bạc, người đó cũng chỉ đang trì hoãn một thực tế không thể tránh khỏi, đó là trở nên khánh kiệt. Với một ngôi sao, thực tế không thể tránh khỏi, đó chính là cái chết. Ngôi sao mất 10 tỷ năm để đốt cháy hết lượng khí hydro của mình, giờ chỉ có thể duy trì sức mạnh nhờ vào nguồn khí heli trong vòng 100 triệu năm. Sau đó, hành động bắt đầu. Khí hydro, nó bắt đầu đốt cháy khí heli. Khí heli, nó sẽ cố tập trung khí carbon và thất bại. Nhưng tất cả các hoạt động, những gì xảy ra vào lúc này thực ra xảy ra vào giai đoạn 10% cuối cùng trong cuộc đời của một ngôi sao. Nhiệt năng của khí heli bị cháy khiến cho lớp ngoài của ngôi sao phồng lên. Tới lúc đó, bầu khí quyển ở bên ngoài ngôi sao của chúng ta được giữ bằng trọng lực một cách yếu ớt, đến nỗi nó bắt đầu bốc hơi. Qua một chuỗi các hiện tượng mà tôi gọi là vụ nổ lớn, ngôi sao sẽ đào thải lớp vỏ khí bên ngoài, vốn chỉ được...
Từ thuở sơ khai, chỉ có bóng tối tồn tại và sau đó, từng bước bắt đầu sự sống trong thời gian, không gian và vật chất vô tận. Giờ đây, hãy hướng tới những điều mà trước đây chúng ta chưa tưởng tượng được, vượt quá giới hạn sự tồn tại của chúng ta ở một nơi mà chúng ta gọi là vũ trụ. Mỗi vì sao lung linh mà chúng ta nhìn thấy trên bầu trời vào ban đêm là một khối cầu khổng lồ của khí sáng và siêu nóng to lớn hơn bất cứ hành tinh nào. Và mỗi vì sao đó lại có một câu chuyện riêng của mình, một sự ra đời ngoạn mục và mạng sống treo trên bờ vực thẳm. Ban đầu, trọng lực tập hợp các vì sao lại và sau đó cũng chính trọng lực muốn nghiền nát chúng. Và sự ra đi đó làm chấn động cả thiên đàng, cả một khối phát nổ trong ánh sáng chói lòa, vụ nổ lớn nhất trong vũ trụ. Vũ trụ với những hoạt động bất ổn nhất, câu chuyện của những vì sao. Khám phá vũ trụ, câu chuyện của những vì sao. Vì sao giống như những đơn vị vật chất cơ bản nhất được tạo ra khi trọng lực kéo các khối lượng vật chất lại gần nhau. Mỗi đám mây đang được kết tụ có thể tạo ra từ hàng trăm đến hàng nghìn ngôi sao. Để tạo ra một vì sao như mặt trời của chúng ta với đường kính 1,6 triệu km, cần phải có một lượng khí và bụi lớn hơn thái dương hệ của chúng ta hàng trăm lần. Những vì sao này bắt đầu một cuộc đời trong cái lạnh buốt giá với nhiệt độ âm hàng trăm độ C. Nhưng khi trọng lực làm vỡ và dồn nén chúng lại, nhiệt độ bắt đầu tăng lên. Trong vòng vài trăm nghìn năm, đám mây biến thành một cái đĩa bị làm dẹt đi. Trọng lực dồn tâm của cái đĩa thành một khối cầu. Ở đó, nhiệt độ tăng vọt lên đến 2 triệu độ, nóng như thiêu như đốt. Hệ thống đang sáng dựng này đây chính là hình thức của thời kỳ tiền sao. 10 triệu năm sau, khối tích tụ của hydro ở tâm của ngôi sao trẻ tăng vọt, vượt lên trên 8 triệu độ. Và một điều phi thường xảy ra. Khu vực tâm nóng đến mức xảy ra phản ứng nhiệt hạch. Phản ứng nhiệt hạch có nhiều tiết tố, nhưng chỉ có nghĩa là nhiệt độ rất nóng và nghĩa là các nguyên tử nhỏ trở thành nguyên tử lớn. Các nguyên tử hydro di chuyển nhanh đến nỗi chúng hòa lẫn vào nhau và tạo thành phân tử heli. Liệu có phải phản ứng hạt nhân này đã tạo ra năng lượng để một ngôi sao tồn tại, cung cấp cho nó một nguồn sáng và nhiệt liên tục không? Nó tự phát sáng, tự toàn nhiệt, và đó là những gì cần thiết để biến một ngôi sao trở thành một ngôi sao thực sự. Nếu bạn có sự hợp nhất, bạn sẽ có một ngôi sao. Sau khi ra đời, cuộc sống của một ngôi sao sẽ là một cuộc chiến không ngừng nghỉ, cuộc chiến chống lại trọng lực. Ban đầu, trọng lực hút các vì sao, và sau đó trọng lực lại muốn nghiền nát chúng. Trọng lực không bao giờ nhượng bộ, lúc nào nó cũng muốn kéo mọi vật lại gần với nhau. Vì vậy, nếu một ngôi sao muốn kéo dài tuổi thọ, nó phải tìm ra cách chống lại trọng lực. Chúng ta luôn có thể cảm nhận được trọng lực khi chúng ta cố nhảy lên hoặc trèo lên một tảng núi. Trọng lực luôn muốn kéo bạn ngược lại. Và để chống lại trọng lực, bạn phải có một cách. Như một thành phố lấp lánh giữa sa mạc, các thiên hà được hình thành từ trong bóng tối rộng lớn của vũ trụ. Các thiên hà được tạo thành từ hàng tỷ ngọn đuốc sáng rực, được gọi là các ngôi sao. Có hàng tỷ tỷ ngôi sao. Thực ra trong thiên hà của chúng ta có khoảng 400 tỷ ngôi sao, chỉ là tính riêng trong thiên hà của chúng ta. Nhưng những ngôi sao được sinh ra như thế nào? Chúng sẽ mất đi ra sao? Và tại sao cuộc sống của tất cả mọi người trên trái đất lại liên quan đến sự ra đi của các vì sao? Quá trình tìm kiếm câu trả lời bắt đầu từ đây, trong một đám mây đầy bụi và không khí bay lửng lơ phía trên sa mạc của các vì tinh tú. Các bạn đang nhìn ngắm các cột tạo vật. Các cột tạo vật là một vườn ươm của các vì sao. Các ngôi sao mới đang dần ra đời ở các vùng trung tâm. Ở cách trái đất 7.000 năm ánh sáng, các cây cột tạo vật là một phần của cụm tinh vân Đại Bàng. Đó chỉ là một trong hàng tỷ vùng sáng đã tạo nên các ngôi sao trên bầu trời. Các cột tạo vật là những tháp mây bụi và khí hydro.
Nếu chúng ta còn nhớ bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, thì các nguyên tố nhẹ đứng ở đầu bảng, hydro, heli, lithi và một số nguyên tố khác, và các nguyên tố nặng hơn thì dịch chuyển dần xuống dưới. Hydro, nguyên tố nhẹ nhất, đơn giản nhất và dồi dào nhất trong vũ trụ, là thành phần chính trong các vì sao. Trong phạm vi một dải tinh vân, các nhóm mây khí và bụi này dần dần hình thành các đám mây nhỏ hơn. Trong hàng tỷ năm, chúng tụ lại với nhau bởi một lực rất quen thuộc. Cùng là loại lực kết nối chúng ta với trái đất và giữ cho chúng ta đứng vững trên đó. Trọng lực chính là lực gắn kết các sự vật để tạo nên các hành tinh, các vì sao, các thiên hà trong vũ trụ. Trên nhiều phương diện, trọng lực là lực có vai trò quan trọng nhất trong thiên văn học. Khi lực này tác động trong vũ trụ, một trong những thứ cơ bản nhất được tạo ra là các vì sao.